Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của An Khang TV. Thì ở nội dung video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo điểm chú ý hoặc điểm cần che khuất ở trong video bằng phần mềm Camtasia 9 các bạn nhé. Thì thực tế ở một số các cái nội dung trong video mà mình cần cho khán giả, cho người xem chú trọng chú ý hơn và cái nội dung mà mình cần truyền tải thì mình cần phải chú thích hoặc phóng to lên cho khán giả tập trung hơn, nhìn thấy rõ ràng hơn. Hoặc ngược lại, có những điểm chúng ta cần phải che khuất đi, làm mờ đi. Ví dụ khi mình làm các cái video về hướng dẫn đào tạo thì mình phải dùng các cái thông tin cá nhân của mình hướng dẫn chẳng hạn, không muốn cho khán giả biết cái điều đó thì mình có thể làm che khuất đi, làm mờ đi. Tất cả các nội dung đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết như sau. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt Camtasia 9 lên vào phần media và mục số cộng này để đưa video lên. Mình đã đưa một cái video này lên để làm mẫu cho các bạn. Ví dụ mình muốn chú ý cho khán giả biết ở cái vùng này là có cái tải thì tải miễn phí và miễn phí cho việc sử dụng thương mại không cần thẩm quyền. Mình muốn cho khán giả biết điều này. Thì các bạn vào cái phần annotations là phần chú thích và mình chọn các cái biểu tượng để chú thích này. Ở đây nó có hình tròn, hình vuông, hình mũi tên dạng viết tay, hình tròn, hình vuông, mũi tên dạng đánh máy, dấu tích, dấu x, vân vân. Thường mình hay sử dụng cái dạng đánh máy này cho đẹp. Ví dụ mình chọn hình này thì mình sẽ kéo về cái chỗ mà mình cần chú thích. Mình muốn nhìn thấy cái điểm đó thì mình kéo cái thanh này vào nó. Xong bắt đầu mình điều chỉnh cho nó vừa khung, to nhỏ này các bạn nhé, to nhỏ này, vuông hay chữ nhật này. Khi được cái khung này rồi mình di chuyển toàn bộ cả khung thì bấm vào đây. Ví dụ mình nhất trí đoạn này rồi, mình xem này, đến đây thì nó chạy ra vị trí khác thì mình cho con chuột vào đây và mình kéo dịch lại, mình xem thử xem. Đấy, như vậy là vừa các bạn nhé. Bên cạnh đấy thì mình lại muốn cái điểm chú ý này vừa được đánh điểm chú ý, vừa được phóng to lên cho khán giả xem. Thì các bạn vào phần animation này. Và chúng ta sẽ để con chuột vào đây và di chuyển. Nó xuất hiện dần lên. Đó, ví dụ mình cho nó xuất hiện đến đây. Để cho người xem càng được tập trung vào đây hơn. Chúng ta xem thử nha. Đấy, mình thấy nó đi nhanh quá đúng không? Thì mình bấm vào đây để kéo ra này các bạn này. Kéo nó dài ra thì nó sẽ đi chậm. Nó cứ dài cái mũi tên, cái đường chạy này, cái quãng đường chạy này thì nó sẽ chậm. Các bạn xem thử nhé. Đấy. Thế đến đây khi mà mình phóng to xong rồi, bây giờ nó cứ phóng to mãi như này thì mình muốn muốn để nó xuất hiện tràn màn hình từ đoạn nào thì kéo cái thanh này đến đó. Ví dụ mình muốn nó trả lại bắt đầu từ cái vị trí này. Sau đó mình sẽ lên đây, mình bấm vào Scale to Fit này. Hoặc là mình tự kéo. Đấy. Xong nó trả lại luôn này. Mình thấy nó hơi nhanh đúng không ạ? Thì mình lại kéo ra một tí đó. Nó trả dần dần. Mình xem thử lại. Thì đó là cái phần mà mình muốn tạo sự chú ý, sự tập trung của khán giả vào cái nội dung mình muốn truyền tải. Ngược lại với phần đó là cái phần mà mình muốn che khuất đi, không muốn truyền tải nó ra. Thì mình sẽ làm như sau. Thì chúng ta lại quay lại cái phần chú thích này và vào cái biểu tượng giọt nước này. Thì ở đây nó có các cái biểu tượng để che. Ví dụ mình lấy cái biểu tượng này, che cả cái giọt nước này vào cái đoạn nãy nhé, để che hết vào đây. Đấy là xong. Hoặc là mình vào đây, các bạn thả nó vào đây. Mình muốn che đến đâu thì mình lại di chuyển, che hết cái phần này. Còn độ dài của đoạn che khuất nhé, thì mình muốn che đến đâu thì mình để con chuột ở đây, xong mình kéo co giãn nó ra theo ý mình xem thử nhé. Như đoạn này ví dụ mình cho nó che đến hết video luôn, mình xem thử lại từ đầu nhé, đoạn mà mình muốn chú ý rồi cái đoạn mình muốn che khuất nhé. Bắt đầu mình che đi này. Thì trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn cách mà nhấn mạnh
tạo sự chú ý cho cái nội dung video mình muốn truyền tải. Đồng thời cũng hướng dẫn các bạn cách mà che khuất đi, làm mờ đi những cái nội dung mà mình không muốn thể hiện ra. Thì video mình xin kết thúc ở đây. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like, một chia sẻ video. Bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn. Xin chào tạm biệt các bạn.